Xin chào các bạn. Bây giờ mình đang ra vườn để mình thu hoạch. Nhưng hôm nay mình sẽ thu hoạch cái cây đu đủ này trước. Mời các bạn đi thu hoạch với mình ha. Đu đủ nó chín, nó vàng tươi luôn nè. Có mấy trái. Đu đủ coi, mời các bạn cùng hái đu đủ với mình ha. Đu đủ vàng luôn, đây trái nữa nè. Hồi trái này nó chín quá, mình bẻ cái nó gãy cái cùi ở trong, không có bị cái gì hết, chỉ là ném nó già với nó có chút rầy thôi. Cây này nữa, trái này nữa. Đó. Ngon quá chừng luôn. Còn lại mấy trái. Còn lại hai ba trái hường. Còn trái này hùm, trái bên đó cũng hùm luôn, trái bự dưới đây cũng hùm nữa nè. Còn ba trái hùm mình hái được ba trái chín ha. Rồi bây giờ mình qua bên đây mình hái dưa leo với hái rau cải ha. Đây mình sẽ hái dưa leo. Dưa leo này nay nó to rồi nè, ngon quá chừng luôn, bóng lưỡng luôn. Đây ngon chưa, có chỗ này nó bị con ong đục á, mà là con rùa vàng á, con rùa vàng nó đục quá, hư trái dưa vậy. Đây trái nữa, hai trái ngon quá chừng. Trái này mình hái luôn ha, trái này cũng ngon. Còn trái này còn nhỏ hái uổng quá, thôi để ngày mai đi mình hái mấy trái bên đây. Nè, con ong đục nè, cái con rùa vàng nó đục nè. Mà con này nó ngộ lắm nha, nó đục một chỗ cả rồi hả, mình thấy á, mình ấy đó, mình làm mình lại cũng như mình bắt hay mình làm gì đó nó bay đi á. Cái một hồi nó cũng lại nó đục đúng ngay chỗ đó nữa, nó không có mà phải nó đục chỗ khác nha, không phải nó đục kế bên hay gì đâu, đục đúng ngay chỗ đó luôn. Này hai trái. Cái này cũng bị đục rồi, hái luôn chứ để nó còn không lớn. Này cũng có trái. Nó cũng bị ong đục. Mình nói thì nói con ong, thật ra nó không phải con ong. Rồi còn trái này. Cái này nụ nó nhiều quá chừng mà sao nó không lớn được ha. Nó cứ nó bị teo hết trơn, nó bị hư trái hết. Hay nữa. Còn một số cải thìa này mình sẽ hái luôn ha, hái vô mình xào. Mình sẽ hái từ đây trước đi. Thì này với ở bên kia là mình trồng một lượt đó, mình ăn dần dần, mình ăn bên kia rồi nay tới bên đây mình cũng hái lá ăn thôi.
mấy cái lá nó bị lỗ vậy nè, là mấy con châu chấu cào cào đồ nó ăn chứ không phải sâu. Mà cũng có sâu nữa, mấy cây này nó có sâu nè, mình không có xịt đó, mình chỉ bắt thôi, nhưng mà mình bắt cũng không kịp với nó. Có mấy cây này nó to, bẹ nó bự, mình xào ăn nó ngọt. Mà rau mình trồng ở nhà ha, mình ăn nó có đầy đủ cái mùi vị của cái mỗi loại rau mà mình trồng. Còn mình mua chợ nó không có còn cái mùi vị gì nữa, giống như cải bẹ xanh ha, ở nhà mình ăn nó rất là cay và nồng, nhưng mà ở ngoài chợ mình mua về mình ăn không thấy nồng nhiều, không có cay. Trồng rau ở đây thiếu nắng cho nên cái cây nó cứ dọt dọt ăn cao hoài. Còn cái thìa mà như ở ngoài chợ người ta bán, họ trồng ở ngoài đồng trống vậy đó, không có nắng che, cây nó thành cái gốc cái bụi nó to. Hôm nay mình thu hoạch được bao nhiêu đây ha, ở vườn mình bữa nay có cái gì là mình thu hoạch cái đó, mà được 3 trái đu đủ chín, trái nào cũng ngon hết trơn, có trái này là chín nhiều nhất, nhưng chín quá mình bẻ nó rụng với cuốn luôn. Còn được một ít cải thìa với mấy trái dưa leo. Rồi video mình cũng sẽ kết thúc tại đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn xem video mình. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình ha.